đây là lần thứ 3 mình đọc cuốn sách này. Và những lúc chênh vênh, những lúc cần bình tâm và cần một lời chỉ dẫn nào đấy, thì đây là một trong những cuốn sách mình có thể tìm đến. Để thấy mình vẫn còn quá nhiều điều chưa biết, nhiều điều cần phải cố gắng mới có thể thực sự hiểu về chính mình, về tất cả mọi thứ xung quanh. Với mình, Ba Người Thầy Vĩ Đại thực sự là một cuốn sách nên đọc đối với những người trẻ. Đó là những trải lòng của tác giả Huệ Trần, nấm ở trong bài viết review sách Ba Người Thầy Vĩ Đại được đăng tải trên website spyroom.com. Theo tác giả, Ba Người Thầy Vĩ Đại là một cuốn sách phát triển bản thân rất đặc biệt vì nó được viết dưới dạng một câu chuyện hư cấu. Chúng ta sẽ tìm thấy mình trong trang sách và trong những trăn trở của nhân vật trên hành trình trưởng thành, để rồi chắc chắn sẽ nhận được nhiều bài học quý giá. Hãy cùng lắng nghe chia sẻ về cuốn sách thôi nào. Ba Người Thầy Vĩ Đại kể về hành trình của Jack Valentine, một thanh niên trẻ vô tình gặp tai nạn. Nhưng chính tai nạn ấy lại là bước khởi đầu để anh gặp gỡ ba người thầy vĩ đại của mình. Anh có cơ hội nhìn lại chính mình, nhìn lại cuộc sống của anh, nhìn lại cách mà anh đang sống, cách anh nhìn nhận về thiên nhiên, về con người, về những gì thật sự có ý nghĩa với cuộc đời anh mà trước nay người thanh niên trẻ ấy đã không hề để ý hay gạt nó sang một bên để chạy theo vòng xoáy của những điều hư danh. Có thể nói những bài học mà nhân vật Jack phải đối mặt dường như cũng chính là những bài học mà chính tác giả Robin Salmon đã trải qua. Ông nhắn gửi ở đầu cuốn sách, đó chính là những bài học đã biến cải cuộc đời tôi. Cũng chính vì ông là một diễn giả về lãnh đạo và phát triển bản thân và quản trị cuộc sống, nên ở cuốn sách này, chúng ta không những sẽ được gặp những người thầy để tìm ra đáp án cho các câu hỏi của mình, mà còn có thể tìm ra những gợi ý về cách thức rèn luyện phù hợp, để từ đó chúng ta có thể sống một cuộc đời có ý nghĩa như chúng ta mong muốn. Với câu chuyện hư cấu này, chúng ta đọc nó với một tâm thế sẵn sàng tham gia vào hành trình của Jack, đi cùng anh và cùng tác giả tới gặp những người thầy, sẵn sàng lắng nghe những điều mới. Với những lời chỉ dạy của những vị thầy ấy, chắc chắn chúng ta sẽ nhận thấy được những câu hỏi của Jack không hề xa lạ một chút nào. Bởi đây chính là những câu hỏi không của riêng ai trong hành trình trưởng thành. Sự dẫn dắt của tác giả từ biến cố đến những khởi đầu mới, phần nào sẽ tiếp thêm cho bạn và mình sự bình tĩnh, niềm tin để bắt đầu cuộc hành trình cùng ba người thầy vĩ đại ấy. Người thầy thứ nhất là cha Mike. Với câu hỏi quan trọng đầu tiên, ta đã sống một cách khôn ngoan chưa? Ở đây chính là sống có tri thức chưa? Những tri thức đúng đắn, chứ không phải những hiểu biết qua các ô cửa màu thế giới quan của riêng mỗi người. Người thầy đầu tiên này sẽ trả lời những câu hỏi giúp ta lý giải được những nghi ngại để nhìn thấy thế giới quan nhỏ bé của riêng mình và bắt đầu cuộc hành trình bước từng bước tới chân lý. Một cách nhẹ nhàng, những câu hỏi của Jack, của chúng ta mở ra và cha Mike, không một chút vội vã, lần lượt trả lời những câu hỏi ấy bằng tấm lòng bao dung của mình. Dù là về cuộc sống của chàng thanh niên trẻ trước đây hay những mù mịt của cậu về tương lai phía trước, ông mở ra những điều mà có thể trước giờ cậu không nhìn thấy, cậu bị che mắt, giúp cậu bình tâm lại để có thể nhìn lại mình và thấy những điều mà cậu cần thấy để tiếp tục cuộc hành trình của cậu. Người thầy thứ hai là Mo Jackson, một người thầy lướt sóng. Thầy sẽ cùng chúng ta đi tìm câu trả lời cho câu hỏi thứ hai, mình đã yêu thực sự chưa? Ở đây chính là tình yêu với cuộc sống và những điều thú vị của nó. Ông là người thầy sẽ mở cho chúng ta những góc nhìn về cuộc sống cho hiện tại, về những điều dường như là ai cũng quên mất. Đó là phải lớn lên cả về bên trong lẫn bên ngoài. Từ đó, người thầy lướt sóng sẽ dẫn dắt chúng ta đi vào bên trong, lắng nghe con tim và cho ta những lời khuyên thiết thực để kết nối lại với trái tim đã tách biệt của chính mình. Cuộc sống là một bãi biển xét ở nhiều khía cạnh. Mỗi người trong chúng ta đều phải chịu đựng bóng tối, nhưng nó luôn tan đi và ánh sáng luôn trở lại. Cuối cùng là người thầy thứ ba, một nữ CEO. Người thầy sẽ lý giải cho chúng ta những câu hỏi về ước mơ, về đam mê, về việc sống có ý nghĩa. Người thầy đi tìm câu trả lời cho câu hỏi cuối cùng, làm cách nào phục vụ thật nhiều. Trích dẫn sau đây có thể cho chúng ta hình dung về những gì người thầy cuối cùng này sẽ giúp mình. Nhu cầu sâu nhất của trái tim là nhu cầu được sống vì điều gì đó quan trọng hơn chính chúng ta. Vậy là ở cuốn sách này, từng người thầy sẽ trả lời cho một câu hỏi trong hành trình của Jack, của tác giả và của bạn đọc. Có thể chúng ta sẽ hài lòng với một số câu trả lời, cũng có thể có những câu trả lời để lại cho chúng ta những ý kiến riêng. Nhưng dù thế nào, chính khi chúng ta hòa được vào câu chuyện, nhận thức được giá trị thực sự của những câu hỏi, những suy tư ẩn chứa trong đấy, thì câu trả lời chính xác nhất chúng ta sẽ biết phải tìm nó ở đâu. Với mình, một cuốn sách hay chính là một cuốn sách để lại cho người đọc những câu hỏi, để họ tiếp tục đi tìm câu trả lời cho riêng mình. Điều đấy mới thực sự có ý nghĩa với con đường trưởng thành mà chúng ta ai rồi cũng sẽ phải trải qua. Và cuốn sách này đã làm được điều đó.
cũng có những quan điểm mà mình không thích và điểm này cũng có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc của một số bạn ở cuốn sách này. Đây chính là một số phần tác giả đã miêu tả bộc lộ bản thân nhân vật qua phong cách phát triển bản thân quá rõ rệt, như hình ảnh người thầy lướt sóng hay là chị CEO. Điều ấy có thể khiến cho bạn đọc không quá thích. Nhưng dẫu sao, cuốn sách vẫn vô cùng đáng đọc với một người trẻ như mình. Là lần thứ 3 đọc lại cuốn sách này, tác giả Nấm nhận thấy rằng qua từng lần đọc khác nhau, bạn sẽ tìm thấy ở cuốn sách này những câu hỏi, những câu trả lời cùng những bài học có ích về vấn đề mà mình đang gặp ngay lúc ấy. Thực ra chính việc cứ đọc với một tâm thế muốn nhìn nhận lại bản thân mình, cố gắng tìm cách giải quyết vấn đề đang gặp phải, sẽ dẫn lối ta thấy được điều ta cần thấy, cần làm để thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Và đấy là những điều mà tác giả thích ở ba người thầy vĩ đại. Trong cuốn sách này, có những thứ mà chỉ khi ngẫm nghĩ thật sâu mới có thể nhìn thấy chúng gắn liền với mỗi con người chúng ta. Đừng quên chia sẻ những câu chuyện và cuốn sách yêu thích của bạn về Spyroom nhé. Nếu các bạn muốn biết thêm nhiều đọc sách hay, hãy ghé qua Spyroom thăm nhà chúng mình. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại. Đây là Spyroom Book, còn mình là Pink Dot. See ya!